niệm gọi là hàm tạo. Quý vị nhìn nè, mấy cái này là mấy cái hàm đúng không? Nhưng mà mấy cái hàm này nè, kêu nó mới chạy, không kêu nó không có chạy. Mấy cái phần sân á, à, kêu nó mới chạy, không kêu nó không chạy. Thí dụ, con chó nó có một cái hàm là hàm gì? Hàm cắn. Ok không? À, đi ngang nó, nhìn mặt cười với nó đâu cắn. Đúng không? À, rồi đi ngang nó, cầm dép, nhé nó mới cắn. Tức là nó phải cầm một cái điều kiện để kích hoạt cái hàm đó, tức là mình gọi nó đó. À, tất cả những cái hàm này nè, tất cả cái hàm này nè, à, là trong men của mình tạo ra. Hình chữ nhật A bằng nêu hình chữ nhật. Rồi mình đều phải gọi hết A chấm. A chấm gì? Chấm nhập liệu, tính diện tích, tính chu vi cái gì đó. Kêu nó mới dạy, không kêu nó không chạy, chịu không? Nhưng mà có một cái dạng hàm đặc biệt, nó gọi là hàm tạo. Hàm tạo là khi mình vừa tạo đối tượng ra, hình chữ nhật A hình chữ nhật, vừa tạo ra cái nó chạy liền, gọi là hàm tạo. Hàm khởi tạo ban đầu. Ok không? Thí dụ mình nói con chó này nha, chó mình viết cái hàm tạo nè. Rồi vừa giao bộ mình đây mình có cái biến in chân, rồi xuống chân của nó đó. Thì có phải chó đẻ ra cái có bốn chân đúng không? Đẻ ra cái bốn chân đúng không? Rồi sau này nó bị phang hay bị bắt chó quýnh gì đó thì nó mới gãy bớt, nó tính sao? Còn nó đẻ ra là bốn chân, đâm ra mình biết đẻ nó ra là bốn chân rồi đó. Bốn chân dạ, một tuổi đúng không? Rồi bây giờ mình viết một cái hàm tạo cho nó. Rồi hàm tạo đặc điểm hàm tạo này nha, nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Hàm tạo có tên trùng với tên lớp. Hình ở đoạn cái này con chó chứ, có tên trùng với tên lớp. Rồi không có trả về, tức là trong đây không có return, không có return, không có return. Nhưng mà hồi nãy mình nhớ không, không return mình phải để cái gì? Mình phải để từ khóa void đúng không? Ở đây không return luôn. Hàm tạo có tên trùng với tên lớp, không có kiểu trả về, cũng không có từ khóa void. À, nó bị gì vậy? À, sẽ đi qua. Nè, tên trùng với tên lớp, không có return mà cũng không có void luôn nha. Từ từ nay mình nói đúng không? Có return thì mình sửa cái học mình để void, mình sửa là cái kiểu. Nhưng mà chỗ này là không return mà cũng không void luôn. Thì đây gọi là hàm đặc biệt á, hàm tạo. Đối tượng vừa tạo ra là nó kích hoạt là nó chạy luôn. Vậy chỗ này nè, mình ghi là tuổi bằng 1, chân bằng 4. Chờ. Vậy thì bên đây con chó rồi sao? 1 tuổi 4 chân. Chưa gì hết, chưa gì hết mà 1 tuổi 4 chân liền. Chịu không? Ok không? Vậy thí dụ hình chữ nhật nè nha. Giờ coi hình chữ nhật. Giờ hình chữ nhật, đi hàng hình chữ nhật nè. Vậy bỏ luôn rồi. Ok. Vậy đi. Hình chữ nhật A và đi hình chữ nhật là chiều dài 1, chiều rộng 1 rồi đó. Thử coi. A chấm xuất công tên. Được rồi nè. Chiều dài 1, chiều rộng 1, diện tích 1, chu vi 4. Thấy chưa? Rồi, chịu chưa? Rồi. Hình chữ nhật này nè, cái này là hàm tạo nè, hàm tạo nè, thấy chưa? Hàm tạo. Hàm tạo nó cũng nạp chồng được. Nhớ đây nạp chồng không? Nạp chồng là có nhiều hàm trùng tên nhau mà khác nhau bộ đối số. Nạp chồng. Rồi. Bóp liệt. Hình chữ nhật. À, in A. Rồi. Chiều dài bằng A, chiều rộng bằng A. Cái này hình chữ nhật đặc biệt, hình vuông. Bóp liệt. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật, hình vuông là một trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật thôi, có gì đâu.
Hình chữ nhật có hai cạnh bằng nhau là vuông. Ok không? Thấy ba cái này ba hàm tạo không? Ba hàm tạo mà nạp chồng. Nạp chồng là thằng này không đối số, thằng này có một đối số, thằng này có hai đối số nè. Thấy chưa? Rồi cút xài nó này nha. Hình chữ nhật A bằng nếu hình chữ nhật. Rồi thằng này là 1 rồi đó. Nhưng mà mình có thể xài. Hình chữ nhật B bằng nếu hình chữ nhật 5. Rồi dạng B là gì? 5 năm đúng không? Rồi hình chữ nhật C bằng nếu hình chữ nhật 7 2. À C nó trùng tên, C trùng tên ha. Rồi vậy giờ chiều dài nhiêu? 7 chiều rộng 2. Chịu không? Đó. Nó làm cho mình nè. Cái hàm tạo á là nó chạy khi mình nêu ra. Nêu ra là nó chạy cái hàm tạo. Ok không? Còn cái hàm bình thường là phải gọi. À hàm bình thường là mình nêu ra rồi xong rồi nó D chấm. Chấm cái gì đó. Ok không? Rồi. Được chưa? Nè, 1 1 1 4. Diện tích 25, chu vi 20. Nè, hàng thứ hai nè. 7 2 14 18. Thấy chưa? 7 2 cái nó vô luôn, chiều dài 7 rộng 2, cái mình xuất thông tin ra là đầy đủ luôn. Ok, chịu chưa? Rồi. Chị không? Thêm một cái bonus nhỏ xíu 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 thôi. Xong rồi đó, thêm cái bonus thôi. Rồi thôi cứ bình tĩnh. Cái chỗ này nãy mình nói là sao? Chỗ này là đó nè. Cái chiều dài là trên đây nè đúng không quý vị? Thì chỗ này mình có thể xài this. Đúng không? Hoặc là this chấm chiều dài là chiều dài của nó mà nó là cái hình chữ nhật thì đâm ra là this chấm chiều dài là chiều dài của nó. Nhưng mà ở đây mình có thể là bỏ this thì được nè. Phải không? Nãy nói vậy nè phải không? Phải không? Rồi bây giờ chỗ này là đít nè, chỗ này phải xài đít nè nha, nghe kỹ nè. Rồi vậy mình về mình viết lại nè nha, nhìn nè. New hình chữ nhật mở tròn ra. Cái nè thấy không? Bắt mình truyền vô là mình gợi ý á. Mình hẹn gợi ý nè. In A, in B. Ủa, A, B là gì? Mình muốn là in chiều dài, in chiều rộng. Để cho ta dễ hình dung á, dễ thấy á. Thì đó là sao đó, ok vậy thôi, cái đó với ợt gì đâu. Cái đó chỗ này mình sửa cho này thành chữ chiều dài, chỗ này thành chữ chiều rộng, đúng không? Nhưng mà vấn đề lúc đó nó mới kẹt nè. Cái chữ chiều dài này nè là ở ngoài truyền vô, còn chiều dài này nè là chiều dài của mình. Lúc đó mình ghi vậy, chiều dài bằng chiều dài, chiều rộng bằng chiều rộng. Nó cắn lưỡi luôn á. Nó không biết cái chiều dài này nè là ở ngoài. Ủa, đúng rồi, dưới này chứ, nhìn lộn. Rồi, dưới này nè. Chiều dài bằng chiều dài. Chiều dài muốn là chiều dài này là cái này. Còn chiều dài này là cái này. Trời ơi, nó không bên vậy. Bây giờ cái chiều dài này nó không biết. Không biết là cái này hay cái này. Nó kẹt. Ở ngoài truyền vô cũng đặt tên chiều dài. Mà nó cũng có một cái tên chiều dài luôn. Là lúc đó phải ghi là gì? Ghi dài là nó điên á, phải ghi là this chấm chiều dài, this chấm chiều dài chiều rộng, this chấm chiều dài nó biết cái hàng quỷ này là đây, this chấm chiều rộng nó biết chiều rộng là đây, còn cái chữ chiều dài sao nó biết là biết cái khúc đường đó, thì chỗ đó bắt buộc là this. Còn nếu mà chỗ này thích thì xài biết, không thích thì thôi. Tại sao chiều dài có mình ơi là thằng em là thằng ơi chiều dài biết rồi. Rồi qua đây
mình sẽ chèn vô nè, gợi ý của nó. In chiều dài, thấy chưa, cái chiều dài rồi giờ Việt Nam phải chiều rộng 3, ok không? Thì do đó là mình sẽ sử dụng cái dip đó, dip là chính nó rồi, được chưa? Cái bài nó đấm đuối cái cuộc đời luôn nha. Bài khó lắm, bài này khó lắm, ráng lên giùm. Đúng rồi.